ta đọc tiếp một chút chỗ họ có ca đó là không điều hòa không gì không là dễ hơn mấy người khác thì tôi là thế là nhà bác học ngăn chắc cũng mới nổi một bàn lửa thì có một bàn lửa thì có hỏi hơn là có học nên nếu mà có sáu chị cơ bản cũng sống thôi chúng ta đồng gì đảng viên không là những độ có ổn định đi trong một trong một cái khoảng mà thay đổi rất là nhanh tại sao vậy là bởi vì với cái gì đó người người tối cùng cho một môi trường trong cái thành phần và bắt đầu mình thích nghi cho học tổ viên mấy chục triệu năm đó thì hôm nay là nhiệt độ tối luôn cho các bạn nữ khoa học trong các tế bào cơ thể mình nên là nó đáng gì nên là độ nó phải giữ sao cho nó ổn định trong các bạn như thế thì hiện nay học rất là dễ dàng hiểu được những cơ chế thì trong này giúp cho mình làm được việc đó nha mấy này cũng đơn giản dễ hiểu hơn nhắc đến là hiểu cũng khó đó như là đầu tiên ta phải hiểu khác nhau thì là gì mấy cái gì là biết cho nó là gì độ này không nói là đấy không bắt được cái đấy là bao nhiêu một khối là chúng ta một điểm thì có thể là ở mũi ở miệng ở lòng tai ở nách ở đâu ha đầu này nó không bỏ thứ hai là chúng ta chỉ có số yếu tố là những gì cái này chúng ta biết đó là đầu tiên đó là không có ấn tượng gì hết. Ba là để giữ được cái chọn mình ở cái phạm vi đó thì nên có những cơ chế gì? Ha, đó là một chuyên nghiệp của gia đình cũng đã phải tư là ta nói là vai trò của lý đồ trong điều này. Chủ yếu là gì? Khi mình vào con đường nó thì có thể mình có những cái cơ chế gì để giữ cho mình nó lên lòng ngược lại khi mình vào trong lòng thì sẽ để mình có những diện tích mình giữ cho thằng mày gọi là nó chạm mặt xuống ha đó là trong cái lại đây là khái niệm thông điệp và nhiệt độ của cơ thể nó tập trung chính xác là phải hiểu cái gì ạ tôi nói chuyện là gì đó cái vùng sâu sâu như là não gửi sâu cái lắc thần kia con sâu tại sao là những cơ quan này di động nó là ổn định hay cho dù chúng ta vào mặt môi trường lạnh hay là môi trường nóng tương đối thì cái thần kinh di động nó thay đổi không đáng kể còn những cô khác ví dụ như là bàn tay chúng ta vào mặt ta là khác rồi đúng không? Nó có đại cho có thể mình tắt mình đi, tắt mình, nếu mà khác ra như mình ra môi trường ngoài trời nó không đại gì cho mình chờ nó cũng đâu có đại được nên chỉ có thể giúp thầy hiểu đúng nghĩa nó là nhiệt độ trung tâm nhiệt độ này được bao bọc làm sâu trong thể mình cho nên nó ít thay đổi nên có cái nhiệt độ này còn các nhiệt độ nơi mình và tùy điều kiện cụ thể mình có thể khảo sát để xem có cái đặc điểm nào không nha da mô nên vùng thủ đắc vùng miệng vùng mô móng tay ngoài vân vân tráng vậy cho chúng ta cái là đầu thủ đắc nằm đây vùng cái đạn sâu trong cơ thể mình phải nói là đạn thì ta thấy là cái chỗ của bên đó mình vùng bằng khoảng 36 độ 6 đến 37 độ không? Cho nên nghiên cứu là trên một cái lớp nó chung được không? Thực ra có thể trên tầm cao vài phần trăm của đồng người của độ ha. Thường chúng ta lại thay đổi, đang thay đổi. Độ có thể chúng ta thấy là sẽ thay đổi thường trong những con sóng này là từ 35 đến 41 độ. Nếu các bạn thấy kỹ thì
hãy đặt cái giới hạn dưới hơn trước. Vì tổ chúng mình phải thôi, cái giới hạn dưới nó có thể nó nhỏ, dùng hai cậu là hai cậu đó. Trong khi từ đây thì vì tổ chúng mình phải đặt ra cái cậu đi lên chỗ giới hạn trên bốn bốn cậu nó rộng hơn. Có lẽ là gì? Có lẽ là sự thích nghi của con người đối với cái gì đồ làm của mình là nó ít hơn, nó kém hơn khi mà con người đó nó đang xem và làm đúng mình không là cần có cảm giác là tất cả các cái qua còn ra ngoài nó không có chơi cái này khó chịu lắm làm sao mình cứ để khỏe nhẹ nhẹ cái đó thì sự thích nghi của mình khi mà con người nó Thank you.
Thì mình thấy là mình hơi đổi đầu và đặt tiền cho đổi đầu.
trách nhiệm. Với trách nhiệm thì nó hoàn toàn bài là các năng lượng chúng ta từ các khối khoa học chuyển qua được là mở tất cả các khoa học trên sinh học của mắt ví dụ như theo đường tâm của mẹo thì có những tố đạo là quá trình chuyển qua này thì nó sẽ gây ra tăng hóa độ trình nghiệm phải không nha. Thứ nhất là chuyển hóa cơ sở, chuyển hóa cơ sở sẽ mở rộng không? Chuyển hóa cơ sở là chuyển hóa của cá thể đó ở mức thấp nhất, nó tối thiểu làm sao mà cái cơ thể đó còn duy trì được sự sống. Nha, tức là năng lượng tối thiểu để cho hoạt động tim mạch, hệ tuần hoàn, cho hoạt động máu, cho phát triển tạo thải, kết tập cơ thể. Thì chuyển hóa cơ sở của chúng ta sẽ là đánh giá xem cái chuyển hóa của người này các cái sản như thế nào. Xưa ở đây mà mình nói là thì cái xét nghiệm nó không có để dạy cho kỹ thuật và trên hóa thì chúng ta không có cái thăm dò của cơ sở thăm dò rất là thường là thấy là trong tư lý về cơ chế có ba cái lớn là
thì quá trình này thì chúng ta cũng đã có rất kỹ, thì có thể nó có hai cái quá trình lớn di thể thải từ những mô sâu trong cơ thể mình ra vào đường, thì đầu tiên là chuyển nhiễm nha, không có truyền nhiễm nha, qua cái gì qua cái mạng nó còn lại còn máu nó đi đến đâu thì nó sẽ lên trên nhiễm tới đó. Thì ở ngoài da mình có hạn như tiền mặt rất là phong phú, có không tầm lớn hay sáng dưới da, do đó cái bụi tỏa từ môn con tỏa ra gần như là hầu hết các bề mặt của cơ thể và cái bản thân yếu tố đó ảnh hưởng đến cái con này chính là lồng ngực. Nếu mà thần giao cảm kích thích thì sẽ có thì sẽ làm cho có lẽ còn lại cái tầm sẽ làm cho hạn chế cái máu nó tràn ra, còn thần kinh do cảm không kiểm soát thì giảm mạnh, tất cả máu đều ra hơn, làm chắc của mình ra đó sẽ còn nặng hơn. Nếu mà không có lẽ thì mạch máu đó cho nó cái da thì nó tăng sao tái đó em thì mình bị kích thích, thì mình lo lắng là mình tái đi nhằm tăng cao hơn, khi mà có điều lạnh đó mình mở lỏng ra thiếu sắt, mà còn lạnh thiếu sắt thì mình sẽ ra tầm xanh ta không phải không nghe là không xanh đồ da cái đồ bê đi tìm nhưng mà anh sẽ có liên quan đến lúc da dày nếu có phải đồ gì đó không đồ gì hỏi thì nhớ và đặt câu hỏi thì nhớ. Các bạn hãy theo từ loại loại khác nhau và theo mẫu khác thì khác nhau. Các bạn này nó có khả năng là gì? Có các triệu rất là lớn. Tốc độ truyền nhiễm nó chỉ còn là một cái loại bệnh từ 3 cái tốc độ truyền nhiễm bình thường các môn khác thường thấy. Đối với mọi người này thì sao? Sự truyền nhiễm trong môi trường ngày cảm thấy rất là tin, đó là học mà cảm thấy cái sự an toàn khá là tốt, nó rất là tốt, còn là lớn hơn thì dễ bị ảnh hưởng. Sau khi chúng ta chỉ còn cái cơ chế nào, còn chúng ta đã có thể thứ hai là cũng chiếm một cái tỷ lệ khu vực của chúng ta
chính là cái phần xác minh. Tôi đang cầu đó, nhìn đó không nhìn thấy không, nhìn qua quần áo. Bởi vì hai đứa chữ nào đó. Là thì nhìn trực tiếp. Chữ nhìn thấy là để lại cái đó. Chữ nhiều thứ. Anh nhìn ngon là đóng, nhìn nó đóng lên. Thì nó đóng cặn với đó là rồi là cái gì đó nó sẽ khác thì đến các mũi đó mà nó chữ nào mà nó chiếu rồi nó tăng rất là nhiều do đó phần gì mà thì nó đã trễ nhưng mà nó đã trễ thì chúng ta làm gì là tập tập trong cái hồ hồ tập hay là hồ bơi chính mình chúng ta đi
rất là thích thôi. Mình sẽ chủ yếu trong trường hợp đó, chủ yếu người ta thực hành việc bàn để có thể muốn theo tác dụng hồi môn của nhau ta đổ ra xuống cái bàn nó cực thì bàn chỉ là bàn chỉ là hơn chỉ là hai cái tập này những cái hai cửa là chỉ là cửa hình thức có cái này có thể kể nhiều lắm cái việc chỉnh cái gì mà khi dưới thủ này chẳng mấy cái gì không nghe đâu cơ bản này xong chủ thứ hai là có thể nước qua không phải
Thank you.
giang mình hiện giang nó sẽ hạn chế các bạn đến và làm ác của nhà của bạn chắc và thứ hai là cái chất không khí hậu ta vào vùng lạnh thì rõ ràng là có cái bỏ hồn thứ ba là chuyển động của người nhà đó đúng không chúng ta vào vùng lạnh của người nhà đó mặc dù cái nhà đó không có ý nghĩa đúng không nhưng mà không có rất có ý nghĩa em ăn cái nhà Thank you.